Đây là cái video tiếp theo, là hai anh em vẫn đang trên đỉnh núi này, đi test xe này. Xe này mình vừa làm biên làm hơi xong này, đi được nửa đường thì dừng lại ở đây, máy vẫn đang nổ, cho già trơn tại chỗ này. Đang đi lên trên này, đi lùi lên đây tắt cái xe cái đã, lên đây dốc quá, bây giờ đi bộ thôi, chắc là không đi xe máy được rồi. Xe này vừa làm hơi biên xong. Dạ. À bán thật luôn à? Bán không? Bán mua luôn đấy, không phải đùa đâu. Thật mà. Đang đi hai anh em đang test xe lên đỉnh núi này, gặp anh này anh bảo bán xe luôn. Anh bán thật không? Thế con này giờ anh bán bao nhiêu? 2 triệu. Mười mấy ạ? Vâng, con này đời 2016. Máy còn ngon không anh? Ngon chứ. Đây, tiến thủy phân. Anh giữ xe cái nó trôi. Giữ xe nhá. Anh cứ này cầm cầm hồ em phát á. Cứ ấy này cho em phát để em cứ đây cho em xe để phát ra xem xe nhá. Xem xe ngay trên đỉnh núi này. Test thử luôn đi. Mà đi có thử được đâu. Đi ở dưới nó có sợ. Không đi lên thôi. Đi lên thôi. Thả tay nó trôi mất. Quay. Quay đầu phát. Cái đoạn đường này không quen, mà anh quen. Đi lên thì được nhưng không đi xuống được đâu. Đi xuống được thoải mái mà. Đi lên thì được nhưng không đi xuống được ấy. Thử nào. Anh giữ cái đi nhau, nó trôi nhá. Số 1 lên được à? Anh ngồi lên không? Ngồi đi mà. Sợ à? Sợ á? Ngồi lên đứng ra đâu. Không cần giữ đâu, không sao đâu, đi được mà. Nào. Ôi. Không được. Sợ cái gì, biết lái mà, không sao đâu. Đi đi luôn mà cái đi mày. Đi mày. Không có lát được đi, cả đấy được. Ông sợ ông dám ngồi sau xe mình. Dọc này mà. Dọc lắm. Trôi. Trôi. Ý đấy đấy lại trôi cái này cơ mà. Hồi đá bê rồi. Hồi đá rồi đi xe. Hồi này bé quá được. Đứng ở đây có vướng đường không? Lại chèn đấy. Chèn. Được rồi. Được rồi, ok. Chèn mới được đấy. Đấy, chèn mới lên được. Chèn kìa, hòn đá to này. Ngồi đây. Nào. Ui không ngồi đâu. Ô, sợ không sợ, không sợ cái gì, sợ, không sợ. Có lái được không đây? Đùa thoải mái. Để cho xuống vực nhá. Sợ lắm đấy, không đùa đâu ấy. Không ấy đâu, cứ kệ đâu, không chèn, chèn thế rồi rồi. Nào, nhưng mà chèn mới lên được. Nhá, không ấy nhá. Ấy da. Đi được không? Lên. Dốc lắm, chỗ này lên rồi. Vậy khe cũng được đấy. Không lên đâu. Bây giờ để đấy làm giá đã. Để xem nào, xem xe nào. Để xem em làm giá đã anh ơi. Ủa vậy, ở dưới kia. Ông chắc lên kia chỗ đoạn bằng bằng như ông đứng à. Lên giờ này đã. Ôi giời. Đường thì dốc như thế này. À, đi dốc trên. Mua xe ở tận trên đỉnh núi này thì nhà anh ở đâu? Nhà anh ở đâu? À, nhà trên Hầu Chua kìa. Cái đường này là ai làm đây anh? Ai nhỉ? Đường đường của ai ạ? Đường đường ai làm anh? À, Nguyễn Tất Thắng gì phải không? À, Nguyễn Tất Thắng hỗ trợ làm đường này đúng không? À, thế à? Tại nào xem video đúng ở đoạn này luôn, mình hôm nay mới nhìn thấy. Ui, mệt quá.
Em sợ anh. À, anh có phải là bởi anh em sinh nhân không? Đúng rồi, đúng rồi. Ôi giời, đúng luôn gì còn gì nữa. Bây giờ mới thấy. Hóa ra là hôm nay mới được gặp nhưng mà một mình anh à, còn 6 anh em nữa đâu? Đúng, 6 anh em nữa đâu? 6 anh em ở nhà đó. À. Có chất là thứ mấy nào? Thứ sau. À. Là hết xì. Cho nghỉ ra. Còn thế đoạn nào rồi anh Lương ấy? Là đến đoạn nào rồi? Là đến nhà rồi. À. Sắp xong chưa? Hả? Nhà sắp xong chưa anh? Chưa đấy. Còn à. Bố mẹ bác sĩ đã còn làm xong rồi. À. Bố mẹ bác sĩ là đến là còn nhà quốc công để sánh á. À. Bố mẹ bác sĩ đã còn xong rồi. À. Thế là hôm nay là xem xe của anh siêu nhân. Trong đội 7 anh em siêu nhân thì có một anh nhỏ bán xe. Mình đang đi thử lên cái đồi này chơi. Không phải, có xe, đi... xe này mua 2-3 tuổi rồi, có là xe cũ là đô. Anh cầm của em phát nào. Không lấy rồi. Giờ đường ở trên này thì em không dám đi rồi. À. Em thử cái xe của em để dưới kia thôi. À. Anh chắc biết em không nhỉ? Hả? Anh có biết em không nhỉ? Đấy mà. Đấy, em mua xe mà, trên xe cũ ấy, mèo bạc ấy. Có, nhầu thôi rồi. Ừ, thì cái giá chính xác của anh để cho em bao nhiêu? Cái này này. Số thì như 12 triệu có. Vừa nãy anh bảo 11 sao chứ nhỉ? Có 12 triệu, mày mua 10 triệu có. Con này là đời 26. 5 tuổi đó, cái này 56 thì 6 tuổi đó đăng ký có này. Đúng là tên của anh luôn à? Không phải là cho sát tê nó mua được 2-3 tuổi đấy, cho để cho sát tê đấy. Cho sát tê đi ra đi công an cho sát tê. Cái này thì anh cứ che đi phải được không cần được. Đúng rồi, đăng ký lại 2018. Đúng rồi. Cái này đăng ký lại. Đúng. Đời 25 đăng ký lại 2018. Anh biển số xe. Thấp hơn anh có bán không? Hả? Thấp hơn anh có bán không? Có mua 2-3 tuổi là có muốn bán được, bán thì mua mà 2 chục về cái bát thì bán à. Đúng không? Đúng chính xác. Nhưng mà nó bị xước nhiều quá anh ạ. Cái này nó bị vỡ này. Cái này vỡ này. Vỡ ra có đâu rồi, cứ chụp nhớ cái này làm. Anh đứng cái này, người đứng bên này không? Mấy cạnh người không? Mấy cạnh người không? Mấy cạnh người Yeah, không phải cái này mày có khích quá cái gì mà... cái này phải thay mất bộ vỏ rồi anh ạ. Chưa, không, bây giờ là nếu mà mua về là thay mất bộ vỏ ở đây này. Không thay đâu đây vỡ này vỡ này không phải con này con thay được con này thay cái này con nhưng mà đi lắc lắm, em vừa ngồi lên rồi đi thử thấy nó lắc láng lắm. Đây này xước này, đây mấy trăm thì anh giảm một tí nữa đi. Hả? Anh giảm bớt một tí nữa đi. Đang mua xe trên đỉnh núi. Em mua thật mà. Em chuyên xe gặp anh ở đây thì nếu mà được giá thì em mới lấy rồi, không được là em này đi chơi tiếp ấy. Em phải lên tận trên xóm anh ấy. Anh có bán không? Có, đúng. Nếu mà đúng giá này với em giả thì anh có bán không? Đây này vỡ này. Vỡ nhiều lắm đây này. Có giỏi con cái gì có trọng. Đấy, không quan trọng, nhưng mà bây giờ bộ vỏ này em thay vào cũng gần 3 triệu rồi. 3 triệu đấy, cả tem hơn 3 triệu cả tem. Đúng, và sát đây còn mới 1 triệu. Ừ. Sát đây còn mới 1 triệu. Đúng là con bây giờ chồng anh bảo là 10 mười mấy nhỉ? 13 à? À 12 à? 12 rồi. 12, vừa nãy bảo 11, lên đây lại bảo 12. Đi có một đoạn dốc ngắn này lên đây nhỉ? Bảo 12. Giảm gì thế nhá? Hả? Anh em giảm một câu anh bán được không? Thì em lấy. Không giảm tí nào luôn đấy. Thế thôi anh em mình gặp nhau ở đây xong rồi em lại lên kia thế nhá, chào anh nhá. Tưởng là mua được cái giá thấp thế em mua chứ giá cao em không lấy đâu. Em về em phải làm lại nhiều bởi vì cái vỏ của anh mất phải tầm khoảng hơn 3 triệu đấy, cả tem. Không được, mà san tê gần mấy 1 triệu. Gần mấy 1 triệu cái này là giảm một tí là anh không bán đấy. Tí nữa không bán đâu. Vâng, thế thôi, em anh về đây anh xuống dưới. Anh lên trên này hay xuống dưới này? Đi xuống dưới có sửa xe mà xe tàu con chở xi hỏng thế là đi sửa cho mày. À. Thứ ba đâu được. Rồi nhá, em chào anh nhá, lúc nào bán thì mang ra nhà em nhá. Ừ. Em này lên trên này chơi tí đã nhá. Vâng. Vâng, em chào anh nhá. Vâng nhá. Chào anh. Lúc nào bán thì mang ra cho em nhá. Vâng. Em chào anh ạ. Tiền điện thoại đấy để nhà không mất điện thoại đâu. Vâng. Cứ là rồi lấy số điện thoại đấy không ở nhà, không ở đây. Vâng.
Thôi em đi đây. Vâng vâng. Đấy nhá, hôm nay lên trên à cái xóm này là xóm Hấu Chua anh nhỉ? À Hấu Chua 1. Vâng. Đây là xóm Hấu Chua 1 thì gặp được anh xít mua được xe của anh ấy. Vâng vâng. Thế là anh nghe thanh niên xưng nào còn không phải thế làm đưa này mà. À vâng vâng vâng. Hấu Chua 1. Rồi em chào anh nhá, anh đi nhá. Cái xe của em để dưới đường, em vẫn cắm chìa khóa đấy đấy. Anh đừng hút vào là rơi xuống vực chết đấy. Rồi, hẹn mọi người ở clip sau nha. Clip này dừng lại ở đây đã. À, tí lên trên đoạn trên này là mình quay tiếp lên cái nhà trên này này. Cái nhà này. Hôm nay là đi chơi. Gặp được anh em siêu nhân xít nữa thì mua được xe. Hôm nào nhớ bán thì mang cho em nhá. Vâng, em chào anh.